Bà đâu? Bà dựa vào cái gì bà đánh người ta? Biến ra ta cứ đánh đấy. Đừng đánh nữa được không? Cứ đánh đấy. Đừng vậy mà. Nhóc con trúng kế rồi. Cô nương kia chạy đi đâu rồi? Lão già thối, cô ta không phải vợ ông. Cô tìm ả hồ ly tinh đó làm gì? Lên xe, lên xe. Đợi đã, đợi đã. Ông đi rồi, hắn làm sao đây? Để ta, để ta. Chết tiệt. Đi thôi. Đi thôi. Thật ra bọn ta đúng là chẳng có thù oán gì với ngươi, cũng chẳng muốn hại ngươi. Chỉ có điều, chỉ có điều, ta cũng biết hai người có nỗi khổ riêng, vậy nên ta không cần hai người thả ta ra. Ta chỉ, ta chỉ muốn. Muốn gì? Muốn gì cứ nói. Nếu bọn ta làm được, chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đúng, đúng. Ta chỉ muốn nói cho hai người biết, ta hơi khát nước. Nếu bây giờ ta được uống một ngụm rượu, ta sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nếu không có rượu thì ngụm nước cũng được. Muốn uống rượu sao? Đơn giản mà. Lão già, ông đang giấu rượu đúng không? Mang ra đây đi. Mang ra, mang ra đây đi. Uống ngụm rượu cũng không có gì. Nhưng mà huyệt đạo của hắn bà phong tỏa hết rồi, uống làm sao được? Ta điểm huyệt được thì cũng giải huyệt được. Đừng uống nữa. Bà muốn giải huyệt cho hắn thật sao? Nếu để hắn chạy mất, ai chịu trách nhiệm? Yên tâm, lão già thối, hắn không chạy được đâu. Không sai, hai người đã điểm toàn bộ huyệt đạo trên người ta. Nếu hai người không giải quyết ở chân ta, ta muốn chạy cũng khó. Ngươi còn có tai kìa. Bà thích hắn như vậy, bà đút cho hắn uống là được mà. Chàng trai trẻ, ta thấy con người ngươi không tồi, nên mới cho ngươi uống rượu. Ngươi đừng có giở trò với ta. Dám giở trò với ta, ta không tha cho ngươi đâu. Nhóc con, ta nói cho ngươi biết, ta dám đảm bảo với ngươi, nếu bà ấy mà không khách khí thật, không có ai chịu nổi đâu. Nào uống một ngụm đi. Ngồi dậy. Này uống đi. Uống từ từ thôi. Ta nghe nói, nếu ngươi có cơ hội bỏ chạy, ngươi nhất định sẽ tìm cách bỏ chạy đúng không? Bà cứ yên tâm, người có thủ pháp điểm nguyệt đạo cao cường như hai vị, trên đời cũng chỉ có hai ba người mà thôi. Nếu ta chạy trốn thành công mới là chuyện lạ. Coi như ngươi thức thời. Nào uống đi. Uống từ từ thôi. Đàn ông hễ mà uống rượu thì cứ như con sâu rượu vậy. Được lắm. Lời đàn ông không đáng tin. Nếu đàn ông định lọt ngươi, một chữ ngươi cũng không được tin. Giờ bà mới hiểu chân lý này sao? Ta đã sống đến 60 tuổi rồi, đây là người đàn ông đầu tiên định lọt ta. Cái gì? Bà đã trên 60 tuổi rồi ư? Ta còn tưởng bà mới 38 tuổi cơ đấy. Lão già thối, đừng đánh, đừng đánh. Muốn ăn đòn đúng không? Sao bà lại đánh ta vậy? Lão già thối muốn ăn đòn này.
Lợi hại lợi hại, thư sói quả như danh bất hư truyền. Thương soái đúng là danh bất hư truyền, gạt người không chớp mắt. Vậy nên ta mới nói, chỉ cần là phụ nữ thì tuyệt đối được tin là của Sở Hương soái. Từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều không có ngoại lệ. Chỉ có một người ngoại lệ. Ai vậy? Là cô đó. Ta. Tại sao ta lại ngoại lệ? Bởi vì chỉ cần cô không gạt ta là ta đã biết ơn lắm rồi. Nào còn dám gạt cô? Ta từng gạt huynh sao? Ta đã gạt huynh điều gì? Huynh nói đi. Ta không nói được. Ta biết là huynh không nói được mà. Ta thấy huynh bị người ta đánh lén, liền vội trốn xuống gầm xe, muốn tìm cơ hội cứu huynh. Suốt dọc đường chịu bao nhiêu là khổ cực, hứng bao nhiêu là đất cát, sao cùng ta được gì? Huynh không những không cảm ơn ta, còn nói bóng gió mỉa mai ta. Ai nói ta không biết ơn cô? Ta vô cùng biết ơn cô đó chứ. Vậy tại sao huynh không nói ra? Thật lòng biết ơn là phải cất giữ ở trong tim, nói ra thì không có ý nghĩa gì. Xem ra ông lão đó nói không sai, huynh quả nhiên có cái miệng chuyên lừa gạt phụ nữ. Cô đừng quên, ông lão đó cũng là đàn ông, lời của đàn ông không đáng tin cậy. Ông ta quả thật là con cáo già, hơn nữa võ công cũng không tệ. Luận về võ công thì bà lão kia cao hơn ông ta rất nhiều. Chẳng trách ông ta sợ vợ như vậy. Có phải huynh cũng cảm thấy thủ pháp điểm nguyệt của bà lão đó rất cao minh không? Chỉ dựa vào thủ pháp điểm nguyệt, trong võ lâm có lẽ thuộc nhóm 5 người giỏi nhất. Vậy chắc bà ta là võ lâm cao thủ nổi tiếng. Ta nghĩ chắc là vậy. Ai cũng nói Sở Hiên sái hiểu biết rộng rãi. Vậy chắc huynh đã biết bảy là ai rồi. Ta không biết. Không biết chút nào sao? Huynh nghĩ kỹ lại xem. Thực ra họ là ai không quan trọng. Tại sao? Bởi vì ta chắc chắn họ sẽ không tìm ta gây rắc rối nữa. Vậy điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là họ là do ai phái tới? Người đó rốt cuộc ở đâu? Vậy tại sao huynh không hỏi họ? Cứ vậy mà thả cho họ đi. Nếu ta hỏi họ, họ dễ dàng nói ta biết sao? Vậy thì không. Nếu họ là người dễ tiết lộ bí mật như vậy, thì người kia sẽ không phái họ đi đối phó huynh rồi. Cô đúng là khác với những cô nương khác. Cô suy nghĩ rất tỉnh táo. Có điều, cho dù họ không chịu nói, chắc huynh cũng có cách khiến họ nói ra chứ. Phu thê hai người họ cộng lại cũng phải 130, 140 tuổi. Không lẽ ta treo họ lên tra hỏi? Con người của huynh tuy không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng mà đôi lúc cũng không tệ lắm. Bây giờ họ đi cả rồi, huynh cũng đã hết cách. Xem ra ta chỉ đành cùng huynh quay về tìm bạn của ta thôi. Vậy thì không cần. Tại sao? Huynh có cách tìm ra người đó là ai à? Ta không có cách, nhưng mà có một thứ có thể tìm ra. Là thứ gì? Nó. Thì ra nó cũng là bạn huynh à. Con La có một điểm tốt, ít ra con La không biết nói dối. Đúng rồi, nó cũng giống huynh, không biết nói tiếng người. Nó không cần biết nói. Ta hỏi cô, nếu bỏ cô một mình ở lại đây, cô sẽ đi đâu? Ta có nhiều nơi có thể đi.
Ít nhất có cả ngàn nơi có thể đi. Nếu không có nơi nào để đi thì sao? Vậy thì về nhà thôi. Vậy thì đúng rồi. Cô chắc chắn biết đường về nhà. Hơn nữa, ngoài con người ra, còn một loài động vật cũng biết được đường về nhà. Ngựa. Đúng. Ngựa quen đường cũ. Bất kể để ngựa ở đâu, nó cũng có cách tìm đường về nhà. Ý của huynh là con la này cũng biết đường về nhà sao? Tất nhiên rồi. Con la có một nửa là giống ngựa, mà còn thông minh hơn ngựa. Vậy huynh muốn theo nó về nhà, hỏi thăm cha lừa và mẹ ngựa của nó sao? Cô cười gì? Ta đang cười bản thân ta. Ta không nhận ra cô có điểm nào đáng cười. Ta đang cười mình là một kẻ ngốc. Không ngờ cô cũng có lúc khiêm tốn. Nếu ta không phải kẻ ngốc, sao lại đi qua đi lại phía sau một con la? Đó là vì ta muốn biết chủ nhân của con la này là ai. Làm sao huynh biết chủ của con la này chính là người muốn hại huynh? Ta không biết, cho nên ta muốn thử vận may. Nghe nói khi một người gặp vận đào hoa sẽ cực kỳ xui xẻo. Huynh sẽ không kéo theo ta xui xẻo cùng huynh đâu, đúng không? Dù sao thì ta cũng chưa từng hại huynh. Đúng là cô chưa từng hại ta. Ta là nữ, huynh là nam. Nam nữ thụ thụ bất thân. Câu này chắc là huynh đã từng nghe. Đúng là đã từng nghe. Vậy thì huynh cũng không thể bắt ta phải đi cùng huynh đâu, đúng không? Đúng là ta không thể. Vậy ta phải đi đây. Ta không muốn đi lại lung tung cùng với một con la và một tên ngốc đâu. Hãy nhớ, để đến lúc huynh bị người ta hại chết, đừng quên báo cho ta. Ta sẽ thắp hương cho huynh. Tên ngốc. Nếu ta thực sự bị người ta hại chết, làm sao có thể báo cho cô? Xem ra một người nếu đi theo một con la, quả thực không được kết quả gì. Sao còn chưa tới? Tới đây. Khách quan, ngài muốn dùng gì? Cho một giò rượu ngon. Được. Mời ngài dùng. Rượu sẽ có ngay. Hắn đang muốn giết ta, tại sao mình không đợi hắn tới giết mà phải vất vả đi tìm hắn? Ngay đến con la còn biết đường về nhà, tại sao mình còn phải lang thang ở ngoài? Đi tìm tiểu hồ trước, sau đó về nhà. Lần này nhất định phải ở nhà một thời gian, nghỉ ngơi hưởng thụ cho thật tốt mới được. Ngải hồng. Cô tới tìm giày của cô sao? Cô đã thay đôi giày khác à? Rất đẹp đó. Đây mới là đôi giày mà cô nương nên đi. Đã tới rồi thì ngồi xuống uống vài ly. Sao vậy? Không lẽ cô vẫn còn nghĩ đến đôi giày đó? Nếu cô thực sự muốn lấy lại, ta có thể giúp cô đòi từ chỗ bạn của ta. Đừng lo, lần này hắn không ở dưới gầm bàn nữa.
Cô uống như vậy dễ say lắm. Vẫn nên ăn chút gì đó đi, đừng để bụng đói. Quên nói chuyện với các cô nương, vẫn luôn dịu dàng như vậy sao? Vậy phải xem cô là cô nương như thế nào. Vậy ta là cô nương như thế nào? Ta không phải muội muội của Ngải Thanh. Ta biết. Ta đã gạt huynh, còn muốn giết huynh. Ta là một cô gái xấu xa. Huynh không cần phải khách sáo với ta như vậy. Chuyện trước đó ta đã quên rồi. Cho dù có là thật, ta cũng biết tuyệt đối không phải ý của cô. Nhưng nếu như đó là ý của ta thì sao? Cho dù đó là ý của cô, ta nghĩ một cô nương xinh đẹp đơn thuần như cô, bất kể có làm chuyện gì cũng đáng được tha thứ. Cánh tay tối hôm đó là của cô. Không lẽ bởi vì cô không giết được ta nên họ làm như vậy với cô? Là ai đã làm? Cô nói ta biết. Tại sao không chịu nói với ta? Không lẽ cô thực sự sợ họ tới vậy sao? Xem ra lần này lại không về nhà được rồi. Mình phải điều tra rõ chuyện này. Đừng lo lắng, cô ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay. Mình có thể mặc kệ chuyện của người khác, nhưng cũng không thể nhìn thấy cô ấy chết vì mình. Khách quan muốn mua ngựa hay là mua la? Chỗ chúng tôi đảm bảo đều là con khỏe. Ta muốn hỏi thăm một vài tin tức. Chỗ này chỉ có tin của súc vật, không có tin của người. Ta muốn hỏi thăm tin tức về một con la. Vừa rồi có một con la tự chạy vào đây, không biết ngươi có thấy không? Sao, không lẽ con la đó là của ngài? Không phải của ta, là của ngươi. Đã là của bọn ta, sao ngài còn hỏi? Ta biết, nhưng con la này được bán ra từ chỗ các ngươi. Ta chỉ muốn biết lúc trước ai đã mua nó. Ngài nhìn thấy chưa? Ở đây có bao nhiêu la với ngựa? La không giống người, người có xấu có đẹp. La thì con nào chả như con nào. Bọn ta một ngày không biết bán ra bao nhiêu con la, làm sao biết được con nào bán cho ai? Để ta kiểm tra giúp ngài. Nếu trên người con la có đánh dấu, có thể tìm ra người đã từng mua nó. Con la này tự mình đi vào trong này có đúng không? Tuy ta không phân biệt được con la nào đẹp xấu, nhưng một con la có tốt hay không thì ta vẫn nhận biết được. Giống như con này, có đứng ở ngoài nửa dặm ta cũng nhận ra được. Con la này tốt lắm sao? Không phải tốt mà cực kỳ tốt. Trong 1000 con la cũng chưa chắc tìm được một con tốt như vậy. Cho nên một con tốt như vậy thường thì bọn ta chỉ bán cho khách quen. Ở đây có rất nhiều khách quen sao? Cửa hiệu lớn như vậy, nếu không có khoảng 10 người khách quen thì làm sao mà làm ăn được? Mấy tiêu cục lớn như Phi Long, Vạn Thịnh, Trấn Diễn đều là khách quen chỗ bọn ta. Nếu nói khách quen lớn nhất thì phải nhắc tới Kim Gia, Vạn Phúc, Vạn Thọ Duyên. Kim Gia, Kim Gia cũng mua từ chỗ các ngươi. Hàng năm bọn ta nhập ngựa với la từ bên ngoài, đều để cho các thiếu gia với tiểu thư Kim Gia chọn trước.
Vậy ngươi có chắc là con la này do Kim gia mua không? Nếu là nhà khác, họ đều đánh dấu lên súc vật vì sợ chúng đi lạc. Nhưng Kim gia tiền nhiều thế mạnh, đừng nói không ai dám động tới một ngọn cỏ nhà họ. Cho dù bị mất một con la thật thì họ cũng không hề quan tâm. Cho nên trên người của súc vật của Kim gia thì không hề có ký hiệu, có đúng không? Cho nên ta nhìn con la này, 8 phần là con la nhà họ đi lạc rồi. Được, đa tạ. Không lẽ mọi chuyện là do Kim gia làm? Theo như Kim Linh Chi nói, cô ấy chỉ nói hành tung của mình cho một mình Kim Thái phu nhân. Không lẽ Kim Linh Chi nói dối? Không lẽ chủ mưu chuyện này là Kim Thái phu nhân? Phản rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà có người dám làm chuyện vô pháp vô thiên này. Chuyện gì? Bắt cóc. Đúng vậy. Mấy tên cao to bắt trói một chị cô nương, không ngờ lại lôi người ta từ trong quán rượu ra, bắt lên một chiếc xe ngựa. Trên đường nhiều người như vậy, không có lấy một người dám ra tay ngăn cản. Xin hỏi cô nương đó mặc y phục thế nào? Hình như là màu đỏ. Chị Quynh Đài này, ta mua con ngựa của Quynh. Đại ca, giờ mới đi cuốc đất sao? Ừ, ta cuốc xong rồi. Lão già chết tiệt này, làm nhanh lên đi chứ, cách đợi sốt ruột rồi kìa. Chậm quá đó. Cẩn thận một chút, đừng để khói hung thằng bé. Bà chủ cho bát rượu. Được, chỗ ta có trúc diệp thanh thượng hạng, thấy sao? Được, lên thêm chút đồ nhắm nhé. Hôm nay có thịt bò vừa kho xong, thơm lắm. Vậy thì thịt bò đi, 1 cân hay là nửa cân, tùy bà chủ. Sảng khoái. Có rồi đây. Thịt, rượu. Bà chủ, thịt bò gì vậy? Không phải thịt bò tươi, ăn được không? Khách quan, không thể nào. Thịt này sáng nay mới kho xong mà. Thịt tươi lắm, ngài cứ yên tâm ăn đi. Rượu gì thế này? Sao có mùi khai như vậy? Có phải ngươi cố tình sinh sự không? Muốn uống thì uống, không uống thì cút. Ông chủ, vừa rồi có một chiếc xe ngựa đi ngang qua, ông có nhìn thấy không? Chỗ này ngày nào cũng có, thường xuyên. Đúng rồi. Chỗ này ngày nào cũng có, rất nhiều xe ngựa đi ngang qua. Không biết khách quan đang nói đến chiếc xe ngựa như thế nào. À phải rồi, sáng hôm nay vừa có chiếc xe ngựa phi như bay ngang qua, như thể vội về chịu tang vậy, vội vã vội vàng, còn không ngồi xuống uống chén rượu nữa. Đi theo hướng nào vậy? Hình như là chạy theo hướng đó. Đa tạ. Khách quan, sao không ngồi uống rượu? Để ta nghĩ kỹ lại đã.
lại một tên nữa về chịu tan. Cho hỏi có ai không? Thực sự xin lỗi, đã làm phiền muộn như vậy. Tại hạ đi quá chỗ nghỉ, không biết đêm nay có thể tá túc nhờ ở đây không? Không được, ngươi đi đi. Đi đi. Bao nhiêu tiền? Tại hạ nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Có thành ý, vào đi. Đa tạ. Ngươi may mắn lắm. Bình thường người lạ gõ cửa, ta không mở cửa đâu. Bởi vì hôm nay ta săn được một con thỏ, thực sự thấy vui. Giờ lại có rượu uống rồi, uống rượu vào rồi ta mới có gan đi mở cửa. Nếu không nửa đêm canh ba, sao ta có thể tùy tiện cho người lạ vào nhà chứ? Tuy chỗ ta không có thứ gì để mà sợ bị cướp, nhưng ta có một đứa con gái xinh đẹp. Uống rượu sao có thể thiếu đồ nhắm? Quyên Nhi, đem nửa con thỏ ra đây đi. Không phải cha nói chờ tới tối mai mới ăn sao? Sao con keo kiệt vậy? Con không sợ người khác nghe được cười chúng ta hay sao? Chúng ta xé ăn luôn. Nào nào nào, đem ra đây đãi khách. Ông quá khách sáo rồi. Con gái ta tên là A Quyên. Nói à, cái gì cũng tốt, chỉ là chưa từng trải sự đời. Ta thực sự lo nó không gả đi được. Nhanh lên đi chứ. Con gái ta thế nào? Xinh đẹp. Lệnh ái chắc chắn sẽ gả đi được. Nếu không gả đi được thì ngươi cưới nó đi. Đùa thôi, đùa thôi. Ta nhìn là biết ngươi thật thà, không giống như chàng trai khác mồm mép lanh lợi. Người như ngươi càng ngày càng ít. Nào, ta mời ngươi một chén. Nào, uống đi. Tiếp tục uống đi. Sảng khoái quá, rượu rất nhiều. Nào, tiếp tục uống đi. Ông uống như vậy sẽ say đó. Không say được đâu. Nào uống đi. Người xem không sao đúng không? Này ông, ông không sao chứ? Uống tiếp đi. Nhất định phải uống thật đã. Uống tiếp đi.
Nếu ông ta biết mình thành thật đến thế nào, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cả ba trượng. Một cử nhân trẻ tuổi lên kinh ước thí, trên đường bị lỡ chỗ nghỉ, bèn xin tá túc ở một gia đình sâu trong núi. Chủ nhân nhiều tuổi hiền từ hiếu khách, có một cô con gái xinh đẹp. Vì chủ nhân thấy thiếu niên kia tuổi trẻ có tài, liền gả con gái cho cậu ta. Cậu ta cũng tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cho nên đêm đó họ đã thành thân. Sáng hôm sau cậu ta phát hiện mình nằm ngủ trên một nấm mồ. Cậu ta mơ mơ màng màng giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn tân nương đã biến thành một bộ hài cốt. Đừng chạy chứ, sao ngươi còn chưa đi? Con sau đó thì sao? Thằng nhóc này làm ta lỡ việc rồi. Khu rừng núi sâu sao lại có một gia đình thế này? Sáng mai lúc mình tỉnh dậy, có khi nào cũng nằm trên nấm mồ không? Quynh đến thật rồi. Ngươi, 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 có gì từ từ nói, từ từ nói. Cứng như đá vậy, sao ta lại khổ vậy chứ? Tên họ Sở kia, ngươi đừng có đi, ta phải cho ngươi bài học.
Nếu ngươi đi rồi, ta sẽ... Ông sẽ làm sao? Ta... Đi! Quỳnh còn chưa chết sao? Ta là người, không phải ma. Tức chỉ là chưa chết. Vậy thuốc mê không có tác dụng rồi. Rất có tác dụng. Chỉ tiếc là mũi của ta không ngửi được. Ta biết loại thuốc mê đó lợi hại thế nào. Cho dù là người không có mũi cũng sẽ bị gục đi. Có mũi hay không ta không rõ. Chỉ biết cái đầu người đó rất nhẹ. Có phải Quỳnh thấy cái đầu đó nhẹ quá liền lập tức nín thở không? Ta không hề nín thở. Ta nghĩ có lẽ là do ta may mắn. Nhưng theo ta được biết, vận may của Quỳnh dạo này không hề tốt. Bởi vì người gặp vận đào hoa thì đều sẽ gặp xui xẻo. Làm sao cô biết ta gặp vận đào hoa? Bởi vì huynh không chỉ có đôi mắt đào hoa, còn có một cái mũi đào hoa. Cũng may tay của ta không phải tay đào hoa. Nếu không, cô đã không thể yên lành đứng đó rồi. Tay của Quỳnh rất yên phận. Ta hy vọng tay của mình không yên phận. Nếu tay của Quỳnh thực sự rất yên phận, vậy qua đây chải tóc cho ta đi. Quỳnh không biết chải tóc. Tay của ta tuy an phận nhưng không hề ngốc. Quy không thích chải tóc cho người khác sao? Có lúc thích, có lúc lại không. Phải xem tình hình. Xem tình hình gì? Xem đầu người đó có phải được lấy từ trên cổ xuống hay không. Từ rất lâu ta đã nghe người ta nói Sử Hương Soái chưa từng khiến phụ nữ thất vọng. Trước đây ta không tin. Còn bây giờ, bây giờ ta tin rồi. Vậy cô còn nghe người khác nói gì về ta không? Nói Quỳnh rất thông minh, giống một con cáo già. Trên đời này không có chuyện gì Quỳnh không hiểu, cũng không ai khiến Quỳnh mắc bẫy. Những điều này ta cũng tin. Tiếc là hôm nay ta bắt đầu nghi ngờ bản thân mình rồi. Bởi vì hôm nay ta đã thấy một chuyện khiến ta không hiểu. Là chuyện gì? Tại sao cái đầu người đó biết nói chuyện? Không phải đầu người nói chuyện, là bọc đảm phu đang nói chuyện. Nhưng rõ ràng ta thấy đầu người đang nói chuyện. Quỳnh không thực sự nhìn thấy. Đó chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Cảm giác.
Hồi nhỏ Bộc Đẩm Phu từng đến Thiên Trúc, học được một loại công phu kỳ lạ từ tăng nhân ở đó. Là công phu gì? Người Thiên Trúc gọi nó là phúc ngữ, có nghĩa là có thể dùng bụng để nói chuyện, khiến huynh không nghe ra được âm thanh phát ra từ đâu. Xem ra trên đời này có rất nhiều những kiến thức kỳ lạ, ta phải học hỏi mới được. Hiện tại huynh đã khiến người ta đau đầu rồi, nếu để huynh học hết, vậy có định cho người ta sống không? Xem ra Bộc Đẩm Phu không phải là cha của cô. Tất nhiên không. Hắn là ai? Là chồng của ta. Chồng chính là phu quân đó. Quynh không hiểu à? Ta hiểu. Vậy sao vừa nghe ta nói hắn là chồng của ta, Quynh liền dừng tay? Vì ta vẫn chưa quen chải tóc cho vợ của người khác. Từ từ Quynh sẽ quen thôi. Thói quen như vậy, ta thấy không nên thì tốt hơn. Quynh sợ hắn ghen sao? Hắn không đánh lại Quynh, cũng không đuổi kịp Quynh, Quynh sợ cái gì? Ta biết, chỉ có điều ta không thích nhìn đàn ông ghen. Nếu hắn không ghen thì sao? Trên đời này không có người đàn ông nào không ghen, trừ phi hắn là người chết. Quynh muốn hắn chết. Đó là cô nói, không phải ta nói. Miệng có nói hay không là một chuyện, trong lòng có nghĩ đến hay không lại là chuyện khác. Chỉ cần Quynh bằng lòng, hắn có thể trở thành người chết bất cứ lúc nào. Đáng tiếc ta không quen giết chồng của người khác. Vì ta Quynh cũng không chịu sao? Đừng quên, vừa rồi hắn muốn giết Quynh. Người muốn giết ta là hắn thật sao? Tại sao cô lại thở dài? Khi một người trong lòng khó chịu, thường sẽ thở dài. Cô khó chịu trong lòng, tại sao vậy? Bởi vì ta không muốn Quynh chết. Nhưng nếu hắn không chết, Quynh sẽ phải chết. Quynh không tin sao? Ta tin. Có điều muốn chết không phải dễ, nhưng cũng không khó như Quynh nghĩ. Quynh có biết chiến lược của ta làm từ gì không? Từ gỗ. Như ta được biết, có khoảng 100 loại gỗ, trong đó có 90 mấy loại rất bình thường. Bình thường tức là không có độc. Quynh dùng lực làm từ gỗ đó chải tóc cho người khác, muốn chết quả thực không dễ. Ý của cô là lực của cô rất đặc biệt. Quả thực rất đặc biệt. Gỗ làm chiếc lược này tên là gỗ đế phu. Quynh có thấy tóc ta thơm không? Rất thơm. Đó là gì? Trên tóc ta bôi một loại dầu thơm. Có phải dầu thơm cũng có rất nhiều loại? Đúng. Dầu thơm cũng có khoảng 100 loại. Có phải trong đó cũng có 90 mấy loại không có độc? Sao Quynh càng ngày càng thông minh vậy? Ta chắc rằng loại cô dùng là loại rất đặc biệt. Chính xác. Loại dầu thơm ta bôi trên tóc tên là dầu tình nhân. Khi gỗ đế phu gặp dầu tình nhân, sẽ phát ra loại khí độc rất đặc biệt. Khi nãy Quynh chải tóc cho ta, khí độc này đã thấm vào lỗ chân lông trên tay Quynh mà không hay biết gì.
Nhiều nhất là thời gian uống một chùm trà thì đôi tay của huynh sẽ bắt đầu thối rữa, thối rữa vào tận xương, cho đến khi toàn bộ xương trên người huynh đều thối rữa hết. Cách giết người này của ta có tuyệt không? Chỉ e gây đến Sở Hương soái điều gì cũng biết, cũng không ngờ tới. Trên đời này quả thực có không ít cách giết người kỳ lạ. Hôm nay huynh đã gặp hai cách rồi đó. Mấy hôm trước ta đã gặp rất nhiều cách rồi. Có phải huynh cảm thấy cách nào cũng đều rất kỳ diệu? Quả thực rất kỳ diệu. Chỉ tiếc tuy là rất kỳ diệu, nhưng ta vẫn còn sống. Chỉ tiếc là cho đến hiện tại mà thôi. Còn sau này, chuyện sau này ai biết được? Ta biết. Ta có thể đảm bảo với huynh, cách này ta dùng không những kỳ diệu nhất mà còn có tác dụng nhất. Cho dù huynh có thể nín thở bất cứ lúc nào, cũng không thể khép lại lỗ chân lông trên tay huynh được. Xem ra là ta chết chắc rồi. Cho nên trong lòng ta thấy rất khó chịu. Cô đã thấy khó chịu, vậy tại sao lại để ta chết? Nếu huynh không muốn chết thì có một cách. Cách gì? Thay ta giết Bộc Đảm Phu. Tại sao cô không tự giết hắn? Tuy ta không phải nữ nhân hiền lành, nhưng việc mưu sát phu quân ta không làm được. Vậy cô nghĩ ta làm được sao? Hắn không phải bạn của huynh, cũng không phải chồng của huynh. Huynh giết hắn dễ như trở bàn tay. Trừ phi huynh cho rằng mạng của hắn còn quan trọng hơn mạng của huynh. Tốt nhất là huynh mau quyết định, nếu không lát nữa phát độc, hối hận cũng không kịp. Theo như cô nói thì bây giờ vẫn kịp. Kinh công của Sở Huyên soái đệ nhất thiên hạ, điều này ta cũng biết. Tiếc là bây giờ hắn chạy rất xa rồi, muốn đuổi kịp hắn e là rất khó, không thể nào đuổi kịp nữa. Giả lại ta cũng không biết đi đâu để tìm hắn. Không ai hiểu con hơn cha, không ai hiểu chồng hơn vợ. Quynh không hiểu đạo lý này sao? Cô biết hắn ở đâu? Nếu ngay cả hành tung của chồng mình bà cũng không biết, chẳng thà chết đi còn hơn. Lúc Quynh đến chắc đã thấy ngọn núi đó đúng không? Được, Quynh đi dọc theo núi sẽ nhìn thấy một cái hồ. Bên hồ có một cái hang rất kín đáo, hắn chắc chắn ở đó. Nếu ta giết hắn, cô sẽ giao thuốc giải cho ta. Đúng vậy, lấy đầu của hắn để đổi thuốc giải, lấy mạng của hắn đổi mạng huynh. Giao dịch công bằng, không ai chịu thiệt. Ta chỉ không hiểu nổi vì sao cô nhất định phải giết hắn. Chuyện này có lẽ khi nào huynh quay lại ta sẽ nói cho huynh biết. Bây giờ huynh muốn hỏi chỉ e không kịp nữa đâu. Được, ta chỉ hỏi nốt câu cuối cùng. Cô sẽ ở đây chờ ta chứ? Tất nhiên. Chẳng phải Sở Hương soái chưa từng giết người sao? Xem ra không có chuyện gì tuyệt đối cả. Trên đời không ai là không sợ chết. Hắn cũng là người, tất nhiên hiểu tính mạng của bản thân, dù sao cũng đáng quý hơn mạng người khác. Nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ ngốc, muốn họ mắc bẫy còn dễ hơn dao cắt đậu phụ. Hóa ra Sở Lưu Hư cũng không ngoại lệ.
Kẻ nào? Mau bước ra đây. Không lẽ là Sở Lưu Hương? Tính thời gian, giờ hắn đã vào hang núi đó rồi. Nó không chừng đã bị đám quái nhân trong hang núi chặt đứt đầu rồi. Lúc Sở Lưu Hương còn sống đã khó nhằn lắm rồi. Nếu thực sự biến thành ma vậy còn ghê gớm hơn. Ngươi tự có thể gạt được ta sao? Ta đã sớm biết là ngươi rồi. Cô đã biết là ta, vậy đâu cần phải sợ hãi. Ai sợ chứ? Bất kể ngươi là người hay ma, ta cũng không thấy sợ. Đường đường là Sở Lưu Hương, lại đợi trên đường giả thần giả ma hù dọa phụ nữ, thật là hiếm gặp. Nếu ta nói ra, người mất mặt không phải ta, mà là ngươi. Cô đâu cần phải căng thẳng như vậy. Ta chỉ biết ngựa của mình bị người ta lấy mất, tới đây xem thử là ai lấy mà thôi. Đâu biết lại là cô. Chẳng phải cô đến ở nhà đợi ta sao? Vậy còn ngươi, đáng ra ngươi cũng đang ở trong hang núi đó. Tại sao ngươi không đi? Nói ra thì dài lắm, cô muốn nghe không? Ngươi nói đi. Thứ nhất, Bọc Đảm Phu vốn không phải chồng của cô. Hắn cũng không phải tên Bọc Đảm Phu. Ai nói vậy? Ta nói. Đột nhiên ta nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn là ai? Hắn họ Tôn, tên Bất Không. Người đời gọi hắn là 72 phép biến hóa. Hắn lắm mưu nhiều kế, so với 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không chỉ kém một phép. Hắn là cao thủ số 1 của Hạ Ngũ Môn trước đây. 10 năm gần đây không biết vì sao hắn biến mất không thấy tung tích. Tính đến nay chắc cũng khoảng 63-64 tuổi rồi. Chỉ vì hắn luyện đồng tử công cho nên nhìn vẫn còn trẻ. Cũng may hắn không phạm dâm giới nên mới sống được đến giờ. Thử hỏi một người luyện đồng tử công sao có thể cưới vợ được. Thật không ngờ ngay đến loại người đó mà ngươi cũng biết rõ như vậy. Xem ra 8 phần ngươi và hắn cùng một ruột. Không lẽ cô đã quên người giang hồ gọi ta là đại soái của đạo tặc? Ta đã là đại soái, ngay cả lai lịch của thuộc hạ mà ta không rõ thì ta còn sống kiểu gì? Chỉ bằng chết đi cho xong. Chỉ tiếc là vị đại soái đây sắp phải vào quan tài rồi. Đợi một chút, ta chỉ mới nói thứ nhất còn chưa nói thứ hai. Thứ hai, cây lược của cô không phải làm từ gỗ đế phu, trên tóc cũng không bôi dầu tình nhân. Ai nói vậy? Vẫn là ta nói. Bởi vì ta biết trên tóc của cô bôi là dầu hoa nhài của Viên Hoa Trai ở kinh thành. Nó được điều chế theo phương thức độc môn, mùi thơm dịu nhẹ, cho nên 8.000 bạc mới mua được một lạng. Giả là chỉ có nhà đo bán, không có chi nhánh nào khác. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta ngửi ra được. Chẳng phải mũi ngươi không ngửi được sao? Mũi của ta có lúc không ngửi được, có lúc cực kỳ nhạy. Còn phải xem tình hình như thế nào đã. Xem tình hình gì? Nếu mũi ta ngửi những thứ khó ngửi, như là phân chó chẳng hạn, thì không nhạy chút nào. Nhưng nếu là mùi son phấn trên người phụ nữ thì lại cực kỳ nhạy. Chẳng trách người ta nói ngươi là tên háo sắc. Quả nhiên không sai chút nào. Quá khen. Ngươi đã nói điều thứ hai, có phải vẫn còn thứ ba không? Còn thứ ba. Đột nhiên ta nhớ ra, người sống trong hang núi là ai rồi? Là ai? Người nhà họ Ma. Ai đến gây sự với họ? Chính là tự chuốc phiền phức. Họ võ công cao cường, hành sự kỳ dị, tin thờ những tôn giáo kỳ lạ. Nghe nói người vào trong hang núi không ai sống sót để ra ngoài. Nếu ta không nhớ lầm, họ có một cái tên gọi là Ma Y Giáo. Thật không ngờ Sở Lưu Hương cũng có lúc sợ hãi. Thứ khác thì ta không sợ,
thứ ta sợ là phiền phức. Chỉ đáng tiếc người sớm đã gặp phiền phức rồi, cho nên ta phải tìm cho ra phiền phức đó. Ta không nói cho ngươi biết, xem ngươi làm gì được ta. Ngươi muốn sàm sỡ ta? Cô nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đang nghĩ, tại sao cô không chịu nói chuyện mà cô biết? Được, ta cho ngươi sàm sỡ ta một lần. Cô bằng lòng sao? Đã mấy canh giờ rồi, huyệt đạo cũng sắp được giải rồi. Rốt cuộc cô muốn gì? Tất nhiên đang chờ ngươi sàm sỡ ta. Ta đã nói ta sẽ không làm gì rồi. Quân tử dùng lời nói không dùng chân tay. Nhưng ngươi không phải là quân tử. Không sai, ta không phải người quân tử, nhưng ta tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân. Cô là ai? Ta? Ta chẳng là ai cả. Ta chỉ vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Cô muốn làm gì? Ta không muốn làm gì hết. Bất kể là hắn sàm sỡ cô hay là cô bị hắn sàm sỡ, cũng không liên quan tới ta. Vậy cô mau cút đi. Ta cũng không muốn đi. Các ngươi cứ làm việc của mình. Không lẽ ta ở đây xem cũng không được sao? Cô dựa vào đâu mà muốn xem? Bởi vì ta vui. Cô, có lẽ khi phụ nữ đối phó với phụ nữ sẽ trở nên cực kỳ độc ác. Cô nương này hung dữ quá. Thưa ca ca, quy còn không chịu giúp muội. Cô thật không biết xấu hổ, cũng không sợ người ta nghe được thấy buồn nôn. Không biết là ai không muốn xấu hổ. Tại sao cứ muốn hư ca ca của ta sàm sỡ cô chứ? Buồn nôn, thật hôi thối. Thật ra cô nên học theo ta. Nếu cô cũng gọi Quỳnh ấy là Hương ca ca, nó không chịu Quỳnh ấy sẽ sàm sỡ cô. Có vẻ cô rất vui. Không lẽ Quỳnh không vui? Ta có gì để vui chứ? Có hai cô nương xinh đẹp như vậy vì Quỳnh mà đánh nhau, không lẽ Quỳnh không thấy vui? Vậy đã đánh chết chưa?
Yên tâm đi, một tiểu cô nương xinh xắn như vậy, ta không nỡ đánh chết cô ấy. Nếu đã không đánh chết, vậy cô ấy đang ở đâu, làm gì? Quynh vẫn đang nghĩ đến cô ấy. Quynh muốn sàm sỡ cô ấy sao? Ta là loại người như cô nói sao? Quynh nghĩ mình là người tốt chắc. Vừa nãy nó không phải ta đến kịp thời, hai người một người sàm sỡ qua, một người sàm sỡ lại. Chỗ đó chỉ sợ đã bị sàm sỡ đến loạn lên rồi. Ta thật phục cô. Cô mà cũng nói ra được mấy câu đó. Khi một cô gái ghen, lời gì cũng nói ra được. Cô đang ghen? Không được sao? Không lẽ ghen là phạm pháp? Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Quynh muốn sàm sỡ cũng không nhất thiết phải tìm cô ta. Ta còn có thể tìm ai? Ít nhất vẫn còn một người cho Quynh tìm. Người này ở đâu? Ta tận chân trời, gần ngay trước mắt. Kỳ lạ thật, sao ta không nhìn thấy ai hết? Nếu cô muốn ra tay đánh ta, e là phải nhanh hơn một chút. Quynh tưởng ta không đánh được Quynh sao? Quynh tưởng Quynh nắm được tay ta sao? Không lẽ đây không phải tay cô? Đồ ngốc! Không lẽ Quynh không nhận ra là ta cố tình để Quynh nắm hay sao? Cố ý? Tại sao chứ? Bởi vì ta thích Quynh nắm tay ta. Lần này cô vẫn không đánh trúng. Thực ra là ta không nỡ đánh Quynh. Quynh đâu cần căng thẳng như vậy. Xem ra Quynh không hề tin tưởng ta. Ta có thể không tin cô được không? Ta có từng hại Quynh không? Chưa từng. Vậy ta có tốt với Quynh không? Rất tốt. Ta chưa từng hại Quynh, lại tốt với Quynh. Tại sao Quynh không thể tin ta? Ta không biết. Thì ra Quynh cũng là người không nói lý lẽ. Trên đời này có rất nhiều người không nói lý lẽ, không phải chỉ có mình ta. Có phải Quynh thấy ta tới rất đúng lúc không? Quả thật rất đúng lúc. Có phải Quynh không nghĩ ra tại sao ta lại tìm được Quynh? Đúng là không nghĩ ra. Được, vậy ta nói cho Quynh biết. Bởi vì ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Quynh. Ta vốn dĩ cũng không biết Quynh đi đường nào. Cũng may có một người nói cho ta biết. Là ai? Chính là bà chủ vừa trắng vừa mập ở ngã ba đường kia. Xin hỏi có nhìn thấy một nam nhân đi ngang qua đây không? Phải rồi, tay hắn hay làm thế này. Có phải người vừa tuấn tú vừa dễ thương vừa có khí chất nam nhân đó không? Có điều hắn hơi keo kiệt. Lần trước lúc đi chỉ để lại có 2 lượng bạc. Đúng rồi, chính là hắn. Xem ra người ta có ý với Quynh như vậy. Quynh là chỉ trả cho 2 lượng bạc, có hơi keo kiệt quá rồi. Bây giờ cô ta đã có ý với ta như vậy, nếu ta trả cô ta nhiều hơn một chút, vậy chẳng phải là... Vậy thì có gì đâu. Quynh xem cô ta có gì không tốt? Mập mạp trắng trẻo, gương mặt có phúc, vừa biết làm ăn
lại biết sinh con trai. Ta thấy không có gì không tốt cả. Thực ra cô ấy có một ưu điểm lớn nhất mà cô còn chưa biết. Là gì? Cô ta chỉ bán rượu, không bán giấm. Đây cũng được coi là ưu điểm của cô ta. Nếu cô ta bán rượu, vậy mấy hũ giấm đó đã bị cô đánh dở hết rồi, ngay đến vốn cũng mất sạch. Nhưng mà cô tới tìm ta rốt cuộc để làm gì? Người khác đều có thể tìm huynh, tại sao ta không thể? Người khác tìm ta là để lấy mạng ta, còn cô, ta vẫn chưa muốn lấy mạng huynh. Ta còn muốn giữ huynh để đấu khẩu với ta. Thì ra cô tới tìm ta là để đấu khẩu với ta. Ta còn chưa bệnh nặng như vậy. Ta tới tìm huynh chỉ là để nói với huynh hai tin vô cùng quan trọng. Tin gì? Ta đã hỏi được vợ chồng ông lão kia là ai rồi. Họ là ai? Quynh còn nhớ trên tay bà lão đó luôn cầm vật gì không? Lão già kia! Một cán cân. Ta nhớ ra rồi. Ông yếu bà mạnh, cân không rời quả cân. Không sai. Ông lão đó chính là cái cân, bà lão chính là quả cân. Hai vợ chồng họ đúng là một đôi danh xứng với thực. Nghe nói hai người họ là cao thủ nhất nhì trong hắc đạo lĩnh Nam. Hơn nữa trong tay còn có một thế lực ác rất lớn. Có điều mười mấy năm trước đột nhiên sửa tay gác kiếm, từ đó không ai biết tin về họ nữa. Chỉ là không biết lần này tại sao đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên có người đặc biệt mời họ để lấy mạng ta rồi. Vậy ai đã mời họ? Có thể mời cao thủ sửa tay gác kiếm đã lâu. Thể gì của người này cũng lớn thật. Còn nữa, chủ nhân con la đó là ai? Ta cũng điều tra ra rồi. Là ai? Kim Tứ Gia. Kim Tứ Gia này là người thế nào? Kim Tứ Gia là tứ thúc của Kim Linh Chi, cũng là người quyền uy nhất trong Vạn Phúc Vạn Thọ Viên. Quynh đã đến chúc thọ rồi, chắc cũng đã gặp ông ta. Ý của cô là hai vợ chồng kia là do ông ta mời tới. Người muốn giết ta chính là ông ta. Ta không nói gì hết. Ta chỉ nói con la đó là của ông ta. Sao cô biết con la đó là của ông ta? Tất nhiên là ta có cách của ta. Cách gì? Cái đó thì ta không thể nói cho huynh biết. Tại sao không thể nói cho ta biết? Bởi vì ta thấy không vui.